Hi Yến xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh khoa học tốt thú vị. Các bạn thân mến, mỗi khi ngắm những vì sao trên bầu trời, chúng ta thường hay thắc mắc đâu là ngôi sao lớn nhất đúng không? Nếu bạn có sẵn kính thiên văn trong tay, hãy hướng ống kính về phía tròm sao Thiên Nga. Khi đó bạn sẽ bắt gặp một ngôi sao cực siêu khổng lồ. Ở thời điểm hiện tại, nó được xếp ở vị trí lớn thứ 2 trên bầu trời. Đó là ngôi sao NMR Singer. Vậy hôm nay, tôi thú vị mời các bạn cùng đi khám phá những bí ẩn trên ngôi sao này. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để ủng hộ tôi thú vị các bạn nhé. Nào, chúng ta hãy cùng đi khám phá. Thiên Nga là một chòm sao ở Thiên Cầu Bắc. Với diện tích 804 độ vuông, Thiên Nga là chòm sao chiếm diện tích thứ 16 trên bầu trời. Ở Việt Nam, chúng ta dễ dàng nhận biết ra chòm sao Thiên Nga. Nhìn lên bầu trời, bạn chỉ cần tìm kiếm được vị trí tam giác mùa hè. Đây là một tam giác tưởng tượng trên bầu trời, được tạo nên bởi ba ngôi sao rất sáng, đó là sao Ngưu Lang, sao Chức Nữ và sao Thiên Tân. Khi bạn đã tìm kiếm ra được tam giác mùa hè rồi, thì đồng nghĩa với việc bạn đã tìm ra được chòm sao Thiên Nga. Bởi vì chòm sao Thiên Nga được tạo nên bởi 10 ngôi sao, trong đó sao Thiên Tân mang biểu tượng của cái đuôi Thiên Nga và nó là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao. Khi bạn xác định được chòm sao Thiên Nga, bạn hãy lấy kính thiên văn quan sát khu vực được tạo ra bởi cái đuôi và cánh phải của Thiên Nga. Bạn sẽ thấy một ngôi sao cực siêu khổng lồ đỏ. Đó là ngôi sao NMR Singer. Theo ghi nhận của các nhà khoa học, đây là ngôi sao lớn thứ 2 về kích thước trong vũ trụ mà con người biết đến. Kích thước của nó chỉ đứng sau ngôi sao Scuti. Để cho các bạn dễ hình dung về kích thước khổng lồ của nó, hãy Yến lấy một ví dụ như sau. Trái đất thân yêu của chúng ta, nơi mà con người đang sinh sống là một hành tinh khá rộng lớn với bán kính vào khoảng 6.371 km. Nhưng nếu đem so sánh nó với kích thước của mặt trời thì trái đất thật nhỏ bé. Nó có bán kính chưa bằng 1% bán kính của mặt trời. Điều này chứng tỏ mặt trời của chúng ta có kích thước rất lớn. Nhưng khi đem mặt trời so sánh với ngôi sao NMR Singer thì mặt trời của chúng ta lại rất nhỏ bé bởi vì ngôi sao có bán kính gấp khoảng 1.640 lần bán kính của mặt trời. Chính vì vậy, khi đặt mặt trời bên cạnh ngôi sao, mặt trời của chúng ta chỉ như một chấm vàng nhỏ ở bên cạnh. Còn nếu tính ra km, ngôi sao NMR Singer có bán kính vào khoảng 1 tỷ 142 triệu km. Với bán kính này, nếu bạn có một phép màu đặt ngôi sao thay thế vị trí của mặt trời của chúng ta, thì bán kính của nó sẽ chạm gần đến quỹ đạo của thổ tinh. Đây quả thực là một siêu sao khổng lồ đúng không các bạn? Chính vì vậy, nó được xếp ở vị trí Á quân về kích thước trong vũ trụ tính đến thời điểm hiện tại. Không những có một kích thước khổng lồ, ngôi sao còn có độ sáng cực lớn. Theo tính toán thì cường độ sáng của nó gấp khoảng 272.000 lần cường độ sáng của mặt trời. Có lẽ chính bởi cường độ sáng lớn như vậy nên nó là một ngôi sao cô đơn. Các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ một hành tinh hay một người bạn đồng hành nào của ngôi sao. Nếu giả sử xung quanh ngôi sao có người bạn đồng hành thì có lẽ nó đã bị ngôi sao nuốt trọn, hoặc với cường độ sáng lớn như vậy, nó sẽ thổi bay toàn bộ vật chất trên những người bạn đồng hành này. Quan sát kỹ hơn về ngôi sao, các nhà khoa học nhận thấy đây là một ngôi sao có quang phổ loại mờ. Chính vì vậy nó có một nhiệt độ bề mặt rất mát. Theo tính toán thì nhiệt độ bề mặt của ngôi sao chỉ vào khoảng 2.500 đến 3.250 độ K. Với nhiệt độ này, nó còn thấp hơn nhiệt độ bề mặt của mặt trời rất nhiều. Có nhiều bạn thường hỏi Hải Yến rằng tại sao nhiệt độ bề mặt của nó thấp như vậy mà ngôi sao lại có cường độ sáng rất mạnh? Điều này có thể được giải thích như sau. Cường độ sáng của một ngôi sao có thể phụ thuộc vào các yếu tố như nhiệt độ và kích thước. Chính vì vậy, tuy ngôi sao này có nhiệt độ bề mặt khá mát, nhưng bù lại kích thước của nó lại siêu lớn. Chính vì vậy, tổng cường độ sáng của nó tỏa ra mạnh gấp 272.000 lần cường độ sáng của mặt trời. Tuy rằng nó có cường độ sáng lớn như vậy, nhưng bạn không thể quan sát nó bằng mắt thường trên bầu trời bởi vì nó có cấp sao biểu kiến là 16,6. Với cấp sao biểu kiến này, bạn cần có sự hỗ trợ của kính thiên văn chuyên dụng mới quan sát được ngôi sao. Sở dĩ nó có cấp sao biểu kiến lớn như vậy là vì nó nằm ở một khoảng cách rất xa trái đất.
Theo tính toán, ngôi sao cách trái đất khoảng 5.250 năm ánh sáng. Đây là một khoảng cách rất xa trong vũ trụ. Ở khoảng cách này, nó gấp khoảng 1.120 lần khoảng cách của hệ sao gần trái đất nhất, Alpha Centauri. Chính bởi khoảng cách xa như vậy, mãi cho đến năm 1965, các nhà khoa học mới phát hiện ra sự hiện diện của ngôi sao trên bầu trời. Và đương nhiên, với khoảng cách này, việc di chuyển đến thăm ngôi sao chỉ có thể tồn tại trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà thôi. Thật là những điều thú vị phải không các bạn? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để chia sẻ cùng với mọi người nhé! Những ngôi sao cực siêu khổng lồ đỏ là những ngôi sao đang ở giai đoạn cuối của quá trình tiến hóa sao. Vật chất trong lõi hóa electron và bị nén rất chặt, vì thế khí quyển bên ngoài bị phồng ra và loãng đi, khiến bán kính của chúng không ngừng mở rộng và nhiệt độ liên tục bị hạ xuống. Có một thực tế khó thay đổi, đó là thông thường những siêu sao khổng lồ có tuổi đời rất ngắn. Đối với NMR sinh nở cũng vậy, tuổi đời ước tính của nó hiện tại chỉ khoảng 8 triệu năm tuổi. Với tuổi đời này, nó là ngôi sao rất trẻ nếu đem so sánh với 4,6 tỷ năm tuổi của mặt trời. Theo các nhà khoa học, ngôi sao có khối lượng hiện tại gấp khoảng 50 lần khối lượng của mặt trời và nó đang trong quá trình mất dần khối lượng qua những trận gió sao. Theo tính toán, ngôi sao có tỷ lệ mất khối lượng lớn nhất từng được biết tới. Theo đó, mỗi một năm, ngôi sao thất thoát khoảng 2 x 10 mũ trừ 4 lần khối lượng của mặt trời. Điều này có nghĩa, một năm ngôi sao thất thoát khoảng 3,98 x 10 mũ 26 kg. Tương đương mỗi một giây, ngôi sao thất thoát khoảng 12 triệu 600 nghìn tỷ tấn vật chất. Chính vì vậy, vật chất của ngôi sao sẽ bị thổi bay ra môi trường xung quanh nó. Qua quan sát của các nhà khoa học, họ phát hiện rất nhiều những đám bụi xung quanh ngôi sao và nó đang dần tạo nên một tinh vân bất đối xứng. Các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra những dự đoán là bao giờ ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng, nhưng thiết nghĩ với tỷ lệ thất thoát khối lượng lớn như vậy, sớm muộn ngôi sao sẽ cạn kiệt năng lượng và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Một ngày nào đó, ngôi sao sẽ kết thúc vòng đời của nó bằng một vụ nổ huy hoàng siêu tân tinh. Khi đó, các vật chất ở lõi sẽ sụp đổ vào chính tâm của nó với vận tốc khoảng 70.000 km/giây, dẫn đến một sự gia tăng nhanh chóng về nhiệt độ và mật độ vật chất ở tâm. Ở thời điểm hiện tại, với khối lượng gấp khoảng 50 lần khối lượng của mặt trời, theo lý thuyết, những ngôi sao có khối lượng lớn hơn 50 lần khối lượng mặt trời thì kết thúc vụ nổ, nó sẽ tạo ra một hố đen. Nhưng do ở khoảng cách rất xa, cách trái đất 5.250 năm ánh sáng, nên có lẽ vụ nổ siêu tân tinh mà ngôi sao tạo ra sẽ không ảnh hưởng đến sự sống trên trái đất được. Vũ trụ quả thực là khắc nghiệt đúng không các bạn? Những ngôi sao càng lớn, càng sáng thì tuổi đời của chúng lại càng ngắn. Đây là một quy luật không thể thay đổi của vũ trụ. Rất may cho trái đất là mặt trời của chúng ta là một ngôi sao dãy chính với kích thước khiêm tốn. Chính vì vậy, nó sẽ tồn tại rất lâu trong vũ trụ. Ở thời điểm hiện tại, tuổi đời của nó vào khoảng 4,6 tỷ năm tuổi. Và theo tính toán của các nhà khoa học, nó phải mất khoảng 5 tỷ năm nữa mặt trời của chúng ta mới phình ra thành một ngôi sao khổng lồ đỏ. Người ta đã tính toán và cho rằng khi đó mặt trời sẽ phình ra đủ lớn để nhấn chìm quỹ đạo của trái đất và các hành tinh bên trong. Chính vì vậy, lúc đó mặt trời sẽ nuốt chửng thủy tinh, kim tinh, trái đất, còn các hành tinh bên ngoài có lẽ chúng sẽ bị đẩy ra một quỹ đạo xa hơn. Và lúc này đương nhiên, hệ mặt trời của chúng ta đã quá khắc nghiệt để hy vọng tìm kiếm được một nơi dừng chân ở trong nó. Còn với ngôi sao NMR sinh nở, tính đến thời điểm hiện tại, nó vẫn được xếp hạng thứ 2 về kích thước trên bầu trời. Tuy rằng nó ở rất xa trái đất, cách chúng ta 5.250 năm ánh sáng, nhưng đây vẫn là một trong những ngôi sao đáng được quan tâm nhất trên bầu trời, mặc dù chúng ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt thường. Nếu các bạn có những chiếc kính thiên văn trong tay, hãy hướng nó về chòm sao Thiên Nga để quan sát ngôi sao cực siêu khổng lồ này nhé. Còn với các nhà khoa học, họ vẫn ngày đêm quan sát và thu thập những dữ liệu của các ngôi sao cực siêu khổng lồ. Mục đích chính là theo dõi và phân tích quá trình phát triển của chúng. Căn cứ vào những phân tích đó, họ sẽ có những lý luận chặt chẽ hơn cho những lý thuyết hình thành và phát triển của các ngôi sao. Sở dĩ mọi thứ trong vũ trụ mà các nhà khoa học đưa ra chỉ là giả thuyết bởi vì con người mới khám phá và nghiên cứu vũ trụ trong vài thiên niên kỷ gần đây. Chính bởi vậy,
Nếu đem thời gian đó so sánh với tuổi đời của bất kỳ thiên thể nào trong vũ trụ, thì không khác gì một cái chớp mắt trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Chính bởi vậy, các nhà khoa học không thể chứng kiến các sự kiện xảy ra trong vũ trụ được, và họ chỉ có thể lập luận bằng lý thuyết căn cứ vào những hiện tượng đã và đang xảy ra trong vũ trụ. Vậy là hôm nay, tôi thú vị và các bạn đã cùng đi khám phá những bí ẩn trên ngôi sao cực siêu khổng lồ đỏ NMR sinh nở. Nơi đây vẫn còn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn mà các nhà khoa học chưa thể giải mã. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nếu thấy hay, hãy like, share và comment bình luận của mình phía bên dưới video để ủng hộ tốt thú vị các bạn nhé. Và bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục lựa chọn video bên trái hoặc bên phải màn hình để cùng tốt thú vị đi giải mã những bí ẩn khác của vũ trụ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.